cơ bản 10 cái thôi. Bài này chúng ta tập 3 hiệp, hiệp 1 10 cái, hiệp 2 15 cái, hiệp 3 20 cái. Các bạn làm một bản danh sách giống mình vậy nè. Mỗi cái các bạn click vô, các bạn vẽ cái ô tập xong đánh dấu vô ha. Rồi đơn giản đầu tiên nha, mình tập các bạn tập theo nha. Rồi, nhớ nè, tiếp nắp xuống á, các bạn thẳng người lên, tiếp nè. Đó, rồi 15 cái, 10 cái nha.
mà lắm luôn. Nói chung là học tập theo quy tắc là không có hướng cái thuật lên nha, không có để mòn cao, để giữ cái cơ bản thẳng một hướng và chết. Rồi cái này thì chúng ta sẽ xen kẽ với một bài là tập bụng, đó là lên kéo gối, giữ người trong bên lên kéo gối sang hai bên. Giờ nóng quá rồi. Đẩy ngang và đẩy hẹp tay vô giữa.
B. Rồi, các bạn kiếm một cái ghế nha. Mình ghế cho nhà bạn nha, sẽ có một cái ghế như này. Rồi, nãy giờ mình 1 phút rồi. Tiếp tục nha. Tập quan sát ngày hôm nay luôn. Rồi, ở đây xuống. Để cái sàn nó trơn quá. Cái áo cũng có trơn.
rồi là một lần nữa bắn sai các bạn tiếp tục. Một này sáu cục tập phải rất là tiền các bạn có sáu cục được nhưng nhìn như bắn nha sáu cái bắn vậy đó rồi nha ba nha. Ok chúng ta đã quay hết. Hết 7 phút. Rồi. Và này là tiếp với cái ghế nha. Các bạn còn hai mặt ghế gì? Đây. Rồi. Hai ghế này. Mình nghĩ là nhà bạn nào cũng có. Ghế đầu thì ghế vừa được. Lửa đang chắc chắn chút. Nhớ là bao vô là mình đã bị bước. Té nhập bạn nha. Rồi. Tiếp chúng ta sẽ chọn tay từ đây. Hai cái chân phong cho nhau. Rồi. Hít xuống rồi nó hơi nhẹ một chút chút nha. Rồi, 3, 2, 1, chút. Rồi, liếc thì 10 cái rồi, ngắt ngơ liền. Cái bài này mình nói chứ là khó. Bài nào mà nhắm mà hít đó, full hết sức mà giữ bài đó phần lớn các bạn phải khó được bằng này nếu các bạn không đọc được bằng đấy chân rồi cố gắng xuống nhìn mà đẩy lên là quen có một chân vô nhắc tên rồi và đặc biệt nó đang tiếp tục của bạn á nó rộng ra cái phía này à nè nó rộng ra nó rất là rộng nó tạo được cái đây rất là đẹp đã rồi nóng thế nóng kinh khủng rồi xem giữa bài này là chúng ta có bài đọc kèm xong là bài đọc một như thế này đến bài này rồi bài đó vô nha mình đọc như thế này một hai chạy đầu chạy sau nha chín mười
Bạn này cũng nhiều bạn cực kỳ luôn. Mệt quá các bạn ơi. Chưa xong đâu. Bài này chúng ta còn một số chuyện nữa. Cố gắng tập nha. Làm phút rồi các bạn. Các bạn làm rất là tốt. Các bạn theo mình nha. Khoảng 5 phút nữa rồi.
3 4 15 tập là liên tục vậy là các bạn đúng rõ dữ lắm luôn á. Quy tắc của các đúng rõ là các bạn tập thể thao thường xuyên, dùng sức phổi của bạn tăng lên, VO2 max của bạn tăng lên, tập được nhiều hơn và như thế thì nơm giỏi rồi. Nhiều đây là nhiều cả về khối lượng, nhịp tập, số lần tập luyện, cường độ, độ bền, mức độ, thể lực, nhiều thứ lắm. Có thật không?